Anh đây đây nè, muốn cái gì qua đây hả? Anh đây đây nè, mở PM nhá. Mở PM này. Thích MP không? Thích MP không hả? Thích MP không? Nó chạy lên trên à? Chạy lên trên này, MP là cũng xanh mộ rồi nha anh em. Muốn đánh nào trên vậy? Vãi cả trưởng này, phải này. Một thằng nó bị ganh à? Đứng nguyên một chỗ như này anh em. Ska đây chứ nhá. Làm xong rồi đâu? Đi. Nào. Bom kia đây rồi. Cái này có người à? Làm sao? Biết ngay mà. Thì bắn anh à? Bắn anh à? Ui anh sợ chút quá. Bật treo lâu rồi anh em, cuốn máu. Nhanh không được qua. Cuốn máu phân nữa nào. Nó qua tầm này cũng hơi gắt nha anh em. Rồi nhá, thế làm sao? Muốn cái gì? Qua đi rồi. Đậu xanh nó qua đi rồi nè. Cho nó lên bản điểm số hết luôn này. Ui, đây có người à? Không anh em ơi, mình nhìn nhầm. Cứ tưởng là có người cơ, sợ thật. Vãi trở rồi có người. Bên này. Vãi cái trở rồi có người. Làm sao đây, chạy đâu? Hả? Chạy đâu vào nhà? Đâu rồi? Máy không được chạy à? Vỡ đâu, thế thôi. Cho nó lên bảng luôn anh em. Mình lại sợ bệnh quá cơ, quần máu, đúng rồi. Ok thôi. Ok lên rồi nhá. Đi anh em, bọn này nhiều xác ghê ta. Đấy rồi. Một đứa dưới. Ở trên bên nhau cũng đang rất là căng này. Cho nó vứt hạt nhau à? Một đứa bên bảng à? Đâu vậy, hai thằng xảy nhau à? Vậy cả trưởng thế. Hát thật xin nhau à? Làm sao? Ui, nó có bên này rồi. Lẹ đấy. Lẹ quá đấy. Bên này phải không? Đúng rồi. Bớt mấy cái đạn súng trường ra anh em ơi. Có đích à? Vào nhà, có một đích rồi. Hay quá. Quá ổn luôn. Vậy là chúng ta có một đích nhá. Bớt mấy cái này ra anh em. À đâu? Bớt đạn súng trường thôi. À chúng ta dẫn thêm một cái giảm thanh này. Khi đau đầu này. Let's go thôi. Không có bóng keo. Uầy, hơi chán anh em ơi. Không có bóng keo. Ui rồi ôi. Vãi cả trưởng. Làm gì mà căng. Làm gì mà căng hả bạn? Bạn coi chừng mình nha bạn này. Làm gì căng thẳng với nhau thế? Nó vào nhà rồi. Thằng bé này nó vào nhà chắc luôn anh em ơi. Làm gì căng thẳng với nhau thế? Nó vào nhà rồi anh em ơi. Ở đây hả? Có phải đây không vậy ta? Mấy con lượn này. Có phải đây không vậy ta? À ở trên tầng. Nó vừa mất máu anh em ơi. Mất máu như kiểu đến tháng vậy em ơi. Sao đây em ơi. Mất máu như kiểu đến tháng vậy, lên bản đi. Đúng rồi. Đồ đạc rất ngon. Trang bị cái giảm thanh cho Ska luôn nha. Bá đạo luôn. Mới có 7 đứa à? 13 thằng nữa. Nhanh kiếm xe anh em ơi. Kiếm xe để đi dã cho nó nè. Ok. Có người. Nghe từ chân. Đúng rồi, đấy biết ngay mà. Nghe từ chân biết ngay nó ở gần đây anh em. Cái đậu xanh. Ra ngoài nhanh. Thanh niên này không ra ngoài này. Lên bảng luôn. Máu này. À, bom keo. Hay quá, đúng rồi đi. Có mấy quả bom keo rồi này. Ui, cắt thế. Làm sao đấy.
làm sao đấy, làm sao đấy hả? Làm sao đấy hả? Thằng kia, thằng kia. Chạy đâu, chạy đâu? Chạy đâu, chạy đâu hả? Chạy đâu hả, chạy đâu hả, chạy đâu hả, chạy đâu hả? Chạy đâu hả, chạy đâu hả, chạy đâu hả, chạy đâu hả, chạy đâu hả? Thế thôi, chỉ nữa. Ui, gì đấy? Kinh vậy. Thế nhau đá chim mình nhỉ, đá chim mình nhỉ? Ghê phết anh em mày, ghê phết. Hơi bị dã man nha anh em, hết luôn một keo rồi. Cái đâu, cái đâu, cái đâu? Cái đâu ngay kia? Thế làm sao? Làm sao này, xuống đây, xuống đây. Xuống đây anh em ơi, xem cái đồ, xem cái đồ. Nó qua đây. Qua đây, 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 qua đây này. Xong luôn. Mình xin cái quả bằng keo nha bạn ơi. Hay quá, ngon quá, đúng rồi. Mình xin cái chảo luôn nha bạn. Nghe thì nó vô cùng là hợp lý luôn anh em nè. Đi các bạn đây, bật chiêu lốc lên. Sở giá mới tinh luôn. Let's go anh em. Đây rồi, đây rồi. Lên trên. Một đứa vừa bị đổi vị trí anh em ơi. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Nào. Đây đâu ta? Mình sắp nhìn thấy nó rồi anh em ơi. Nó ngay chân này thôi. Nghe tiếng chân có vẻ rồi lắm. À không, không nghe được. Mình ảo tưởng sức mạnh à? Nhiều khi mình kiểu cảm giác ảo tưởng sức mạnh anh em nhở. Để ý màn hình chút. Đúng rồi. Qua đây nào. Qua đây mày. Nó đâu rồi ta? Nó đâu rồi ta anh em ơi? Ô, sao vậy nhỉ? Nó chạy rồi. Thằng này nó chạy từ mít mùa hoa chuối rồi anh em ơi. Mít mùa hoa chuối nó chạy rồi cơ. Thính hả? Ok luôn. Thính thì sang đấy thính kiếm khẩu á đúc anh em ơi. Bắn cho nó phê. Vừa có một đứa đây nó chạy từ cái lúc nào rồi cơ anh em ơi. Giờ qua đây chẳng thấy nữa. Bảy đứa, bảy đứa, bảy đứa. Căng thẳng đấy. Cái kia cây nấm à. Rồi. Còn bảy đứa này. Wow, đậm thính. Ba đậm thính là hợp lý luôn. À đúng à, ngon thế. Đúng rồi đi. Chúng ta lên đường. Có Adup rồi anh em ơi, sẵn sàng chiến đấu rồi nhá. Adup này, MP40 này. Tết, 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 tết. Tết bầu ngắm thôi. Giáp chống nổ là hơi bị phê gì nhá. Một đứa ở trên, một đứa ở trên, một đứa ở trên. Làm sao đấy hả, làm sao đấy hả. Một đứa ở trên này. Làm sao đấy hả, cái đâu đâu. Cái đâu đâu. Vào trong, vào trong, vào trong. Vào trong không được sức mặt phải nói bây giờ anh em ơi, bởi vì là tí có mấy thứ nữa cơ mà. Đậu xanh, cá đậu xanh vỡ đầu thế thôi. Lên bảng. Nhanh gọn anh em. Tưởng cái gì cơ. Cái đầu ở đấy ngồi đấy canh à. Ngồi đấy canh vỡ đâu là phải nhá, thanh niên. Đâu rồi thằng này nữa, thằng này nữa, thằng này nữa. Đâu rồi, được rồi. Bắt đầu ngắm, bắt đầu ngắm. Đúng rồi, làm sao, làm sao, làm sao. Làm sao, làm sao, làm sao, làm sao. Đúng rồi, lên bảng đi. Thanh niên làm gì mà căng. Bạn làm gì bạn tính căng thẳng với mình nhỉ? Ok anh em. Bốn thằng nữa. Đi nào mọi người. Anh bắn thế đẳng cấp rồi em ơi. Ai lại bảo á đúng anh bắn mù mắt nữa. UAV vừa xong à? Ok. Bắt đầu. Xong. Nào dưới đây. Không xác. Tưởng người cơ anh em. Vậy là nó canh thằng nào ở kia vậy? Còn đứa kia đấy à? Chúng nó canh nhau à? Uầy. Thằng là canh nhau cơ. Sợ quá nhờ. Đây có người đấy, có người đấy, có người đấy, có người đấy, có người đấy. Uầy. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng, hỏng hết cả bánh kẹo bây giờ anh em. Hỏng hết bánh kẹo bây giờ, hỏng hết bánh kẹo bây giờ. Đậu xanh cho cái đậu xanh chứ. Hỏng hết bánh kẹo bây giờ. Rồi, ok. Là đạn anh em ơi. 1v1, thằng cuối đi cuối. Thằng cuối đâu? Solo.
14 kill rồi, thêm thằng nữa kill thứ 15 này. Được của đâu? À, mình nghĩ là nó cũng ở trong chạy ra thôi. Bây giờ nhá, xem được cuối nhá. Nào, ở dưới à? Có xe, có xe luôn, có xe luôn. Hổ báo à, tính hổ báo à, tính hổ báo à, tính hổ báo, tính hổ báo à. Không sao, tính hổ báo à, tính hổ báo à, tính hổ báo à hả? Tính hổ báo hả? Một viên nữa, một viên nữa. Một viên nữa xanh mỗi giờ. Cái đậu xanh này, một viên nữa. Tin anh cho chú lên bản sớm không hả? Cái đậu xanh này làm sao? Thích quần máu không? Quần máu, quần máu à, quần máu à. Đậu xanh này, 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 yes. 15 kill top 1. Chiến thắng rồi anh em ơi. 15 kill top 1 nhá. Rồi, ngon lành.